Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai, chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời, nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận, vì mọi quyết định đều có lý do riêng, đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ. Cuối cùng, họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì yêu thương. Không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Quang lâm trên tổ đường để chúng con được lưu lại những hình ảnh kỷ niệm ngày hôm nay. Mời tâm đi và phật tử chúng ta cùng tràn con tay. Đây là sự đồng lòng của tâm đi đứng chung chúng con kính dâng lên hòa thượng. À, giờ này thì chúng con cung kính, chúng con xin phép chư tôn thiền đức tăng cho chúng con một vài phút. Chúng con kính cung thỉnh nhị vị ni trưởng Thích Nữ Vinh Hiền, ni trưởng Thích Nữ Huệ Đức, quang lâm tổ đường và chư ni, ni trưởng Thích Nữ Huệ Y cũng như quý ni sư, xin quang lâm tại tổ đường để dâng phẩm vật, dâng lễ để mừng khánh tuế đến chư ni trưởng ni cao lập trường tại đạo tràng Thị Thiên. Cung thỉnh chư ni sư. Không gian là
thì dù có qua con nó không quả gì như là chư tăng là cũng là cùng cùng chung ơn nuôi dưỡng một đời nên về mà nghĩa tôn sư vi chư tăng nhà yên họ con nguyện đến đây qua nghĩa cho đã đến đỡ nó cũng lên tôn không nhận nên Nguyên chắp tay lên, chắp tay lên. Chúng con giờ này tiếp theo chương trình trong buổi sáng hôm nay trong niềm hoan hỷ vô biên, chúng con xin nhận được lộc đầu năm của trên Hòa Thượng Chứng Minh và đại đức trụ trì chùa Linh Thắng. Khi sáng hôm nay chư tôn thiện đức tăng cùng quý phật tử cũng đã quan lâm thân lâm về đây rất là đông đảo. Giờ này là phần phát lộc đầu năm, chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh sáng hôm nay quan lâm tại đạo tràng nơi đây có chuẩn bị lộc đầu năm cho chư tôn đức cùng quý phật tử. Giờ này xin chư tôn đức cùng quý phật tử chúng ta giữ nguyên vị trí, cùng thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh sẽ phát lộc đầu năm. Và cũng như mọi năm vào truyền thống sáng hôm nay, chư tôn thiện đức tăng ni cùng quý phật tử đã quan lâm về tại tổ đường để mừng khánh tuế đảnh lễ chư vị lịch đại tổ sư đại đức trụ trì đạo. Con người sanh vào thế gian này là để đền trả nghiệp báo. Trong đời quá khứ bạn tạo nghiệp, bạn tạo nghiệp thiện thì bạn đến hưởng phước, bạn tạo nghiệp ác thì bạn đến để thọ báo. Nhân duyên quả báo không bao giờ dứt, đời đời kiếp kiếp đi làm những chuyện này, sanh tử bì lao, thực sự là kẻ đáng thương xót. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tâm thức đều là chính mình, rời khỏi tâm thức ra thì không có một pháp nào để được cả. Vậy mà còn khởi niệm vọng tưởng, còn truy tìm, lại đi đầu thai đời đời kiếp kiếp không ngừng nghỉ. Bạn nói có khổ hay không? Tâm của bạn thanh tịnh thì thế giới này thanh tịnh, tâm của bạn loạn thì thế giới này loạn. Cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Xã hội có động loạn hay không vậy? Không có, là tâm của bạn đang động. Nếu như tâm của bạn không động thì xã hội này bình an, vô sự, không có việc gì. Cho nên chúng ta học Phật chẳng có gì khác, ít nhất bạn phải học để chuyển được cảnh giới. Bất luận là nghịch cảnh hay là thuận cảnh, thiện duyên hay là ác duyên, trong tâm của bạn là bình đẳng. Bạn ở trong cảnh giới này tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước, thì cảnh giới này bình đẳng rồi. Nếu bạn ở trong cảnh giới này mà không khởi tâm, không động niệm, bạn cùng với chư Phật Như Lai là cùng chung một cảnh giới, công phu phải từ chỗ này mà hạ thủ. Vạn duyên buông xuống, thế gian này không đáng để bạn lưu luyến.